Kính chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi tối ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019. Em tên là Định ở Đất Tô Con Tâm ạ. Thì buổi tối hôm nay thì anh em họ đi về muộn lắm, cho nên là em quay cái video nó tối xíu. Các cái mặt hàng rừng hôm nay thì bao gồm cả giá hạt, quế tháng 8 hay gọi là quế Lăng Hương, kiều tím, kiều vuông, ý thảo ba màu, long tú đá, mười dung dạ hương, kỳ hoàng lạp, hạc vĩ, kim điệp xuân, kiếm, thanh đạm, kỳ quánh tua, dáng hương tam màu sắc và cái gói combo. Thì em xin phép đi cụ thể chi tiết từng loại như sau ạ. Đầu tiên là giá hạt. Thì cũng thưa cô chú anh chị là cái giá hạt này thì anh em họ đi, đi bóc rừng về có những cái dề, nói chung là có thể là bị lỗi gãy dập gì đó, anh em họ đỡ treo ở trong nhà, xong rồi ở nhà xong rồi nó lên mầm thì anh em họ đem lúc chiều họ đem xuống nhà em họ bán. Thì em xin phép được giới thiệu các cái dề như sau ạ. Đầu tiên là dề số 1 này. Dề số 1. Dề số 1 này, cái này là cái khúc nguyên bản của chúng chị ạ. Thì anh em họ đi lái về, tuy nhiên chắc là nó bị gãy cho nên anh em họ đỡ ở nhà, trồng ở nhà. Và nó lên hai cái mầm gốc thế này. Thì anh em hôm nay họ đem xuống họ bán thì em xin phép quay cụ thể ạ. Giờ số 1 này với giá là 450.000 đấy, gồm có hai thân ạ. Em xin phép quay kỹ hai thân được cô chú anh chị. Hai thân thế này, hai thân đẹp lắm ạ. Kích thước tầm cỡ hơn 20 cm ạ. Cái dây này cô chú anh chị này. Giờ số 1 ạ, hai thân với giá là 450.000. Đây cũng xem như một khúc nguyên bản của chúng chị ạ. Giờ số 1 ạ. Giờ số 2. Giờ số 2 với giá là 450.000. Thì cũng bao gồm cả hai thân. Một thân này. Một thân thứ hai này. Đây cái thân mẹ của chúng chị bên nó bị gãy. Cho nên người ta họ đưa về họ treo trong nhà thì nó lên hai cái mầm gốc thế này. Thì cái thân mẹ của chúng chị này. Thân mẹ lá nó tròn lắm ạ. Đây lá thứ hai này. Lá thứ hai rất là tròn. Và một thân này tầm cỡ hơn 20 cm và thân này cũng tầm cỡ 12 cm ạ. Hai thân thế này. Lá. Thì cái giờ nguyên bản này với giá là 450.000 ạ. Tiếp theo là giờ số 3. Giờ số 3. Giờ số 3 với giá là 450.000, gồm có một thân. Lá là của chương trình này. Lá. Đấy. Ngọn đây ạ. Thì cái dây này thì cái kích thước này, kích thước 60 cm ạ. Thì cái này tầm cỡ 70 cm ạ. Số 3 450.000 ạ, nguyên bản. Cái này cũng thực ra cũng không phải nguyên bản nó của chúng chị ạ, người ta họ chắc họ họ về họ ghép, tuy nhiên là cái rễ nó cũng bám ra. Đây giờ số 3 là với giá là 450.000 ạ. Giờ số 3 này ạ. Thì lá em thấy nó cũng lá bằng lá nó cũng bầu lắm ạ. Giờ số 3 450.000 ạ. Tiếp theo số 4 ạ. Số 4 là một khúc hai thân 550.000 ạ. Khúc này. Để gồm hai thân. Thân số 1 này. Đây thân số 1. Kích thước tầm cỡ 50 cm. Và thân số 2. Thân số 2 thì kích thước tầm cỡ 40 cm ạ. Thì em xin phép quay thân số 1 ạ. Thân số 1 đây ạ. Và thân số 2 đây ạ. Thân số 2 đây ạ. Thì cái khúc số số 4 này với giá là 550.000 ạ. Số 4 ạ. Tiếp theo là số 5 ạ. Số 5. Khúc số 5 này gồm có một thân. Đấy. Gồm cả hai thân. Một thân này và hai thân ạ. Thân là dài lắm ạ. Tuy nhiên cái thân này thì không tính của chúng chị ạ. Bởi vì cái thân này nó bị gãy chỗ này. Tuy nhiên thì cái này thì nó cũng chưa gãy hẳn.
Đó. Cái cô chú anh chị xác định cái thân này về ươm cây ạ. À, và cái thân gãy này nó mọc lên hai mầm gốc rồi, một mầm này. À, và hai mầm. Đó. Hai mầm và một mầm lớn này. Đó, bằng lá của chú anh chị này. Đó. Thì cái khúc số 5 này với giá là 600 650.000 ạ. À. Đây ạ. À, khúc số 3 với giá là 650.000 ạ. À, khúc số 3 này ạ. À, cái kích thước cái mầm tơ này tầm cỡ 80 cm ạ. À, số 5 ạ. À, tiếp theo là số 6 ạ. À, số 6 thì một khúc nguyên bản của chú anh chị ạ. Khúc này thân to đã đã lắm ạ. Khúc nguyên bản này. Thì còn có một thân kích thước tầm cỡ là 70 cm ạ, kích thước 70 cm và cái thân này là bằng lá này của chú anh chị ạ. À, thì cái khúc này là 600.000 ạ. Tiếp theo là cái đây một chậu anh em họ về họ ghép. Họ ghép em thấy người ta họ cắt cái thân già rồi, cắt thân già rồi. Tuy nhiên là cái thân tơ này nó phát triển to lắm ạ, mập lắm ạ, phát triển rất tốt. Đó. Cái lá nó xếp đẹp lắm. Đó. Thì cái chậu này với giá là 500.000 thôi. Đấy. Đây ạ. À, kích thước với cái thân tơ này tầm cỡ 90 cm ạ. Đây ạ. 500.000 thôi. À, tiếp theo là quế ạ. Thì quế tháng 8 của chúng chị ạ. À, thì quế số 1 này. Quế số 1. À, em xin phép quay để cô chú để đặt cái bút để cô chú chị so sánh. À, gồm có số số 1 này, 140.000 ạ. À, gồm có một cây này, cây mẹ bằng con này, một mẹ này. À, và hai con này. Đấy. À, và cây thứ hai này. Cây thứ hai là hai cây đôi này. Hai cây đôi này. Phần số 1 quế này với giá 140.000 này. Đấy. Hôm nay thì cái giá quế nó hơi nhẹ nhàng hơn những bữa khác ạ. Số 1 là 140.000 ạ. À, tiếp theo số 2 này. À, em đợi cái bút đó cô chú anh chị so sánh ạ. Số 2 với giá đó 120.000 ạ. Là số 2 quế ạ, ba cây này. À, 120.000. À, tiếp theo quế số 3. À, quế số 3. Số 3 thì 100.000 này. Nó gồm có ba cây này. À, cô chú anh chị so sánh với cái bút ạ. À, số 3. À, tiếp theo là số 4. Đấy. Số 4 này. Số 4 với giá là 120.000 này. Đấy. Đây. Số 4 cùng có 3 cây thế này. Một cây này, hai cây và ba cây này. Ba cây này. À, số 4 này với giá là 120.000. Đấy. À, tiếp theo là số 5. À, phần số 5 với 5 cây với giá 120.000. À, số 5 này. Em đã cái bút đó cô chú anh chị so sánh dở dang so sánh. Đấy. Số 5 này. À, với giá là 120.000 ạ. À, số 5 này ạ. Đấy. À, tiếp theo là số 6. Đấy, số 6 này. À, số 6 là 4 cây với giá 120.000. Đấy. Số 6 này cô chú anh chị ạ. À, số 6 này. 4 cây này 120.000 ạ. À, tiếp theo là số 7 này. À, số 7 đây. Số 7 110.000 ạ. À, gồm có 5 cây thì nhìn như thế này ạ. À, 110.000. À, tiếp theo là số 8 ạ. À, số 8. À, 120.000 bao gồm cả 8 cây này. À, 8 cây. 8 cây như thế này của chú anh chị ạ. À, 8 cây của chú anh chị có thể sao vẫn cây bút ạ. À, là 8 cây thế này là 120.000. Đấy. À, và tiếp theo là số 9. Số 9 thì bao gồm cả 6 cây với giá là 120.000 ạ. Số 9 này ạ. À, số 9 120.000 6 cây ạ. Tiếp theo số 10. À, số 10 bao gồm có 6 cây 110.000. À, như thế này. À, như thế này ạ. Số 10 là 6 cây 120.000. À, tiếp theo số 11 ạ. Số 11 này là 6 cây với giá là 120.000. À, 6 cây như thế này. À,
120.000 ạ, số 6 ạ. Số 12 ạ, 120.000 ạ. Cuối ạ. Tiếp theo là số 13. Số 13 này, 6 cây. 110.000 ạ. 6 cây thôi này. Đây. 6 cây này 110.000. Em đặt cái bút. 6 cây 110.000. Đó là số 13 ạ. Tiếp theo số 14. Số 14 này. 6 cây 120.000 ạ. Số 14 này. Số 14 này cũng như vậy ạ. Số 14. 6 cây 120.000 ạ. Và tiếp theo số cái phần này em thanh lý ạ. Thanh lý 12 ngọn 180.000. Thanh lý đây của chú chị này. Hàng thanh lý thì có một số ngọn thế này. 12 ngọn 180.000. Nói chung là hàng nó cũng cũng một số cái cây thì vẫn có ngọn, một số cây nó bị lỗi ngọn của chú chị. Em quay từng cây. Một số cây nó bị lỗi ngọn. Nói chung là cái loại này của chú anh chị về trồng hết, sống hết của chú anh chị ạ. 12 cây như thế. Lớn nhỏ như 12 cây thế này. Là 180.000 thôi. Cuối tháng 8 ạ. Tiếp theo tụi em có một cái một phần lông tu đá thôi. 120.000 một phần thế này. 120.000 một phần thế này. Lông tu đá ạ. 120.000 một phần ạ. Tiếp theo là tụi em có một cái phần ít thả ba màu ạ, 200.000 một phần thôi, còn cái 2 dê, 1 dê, 2 dê ạ. 2 dê này, ít thả ba màu là 200.000 một phần thế này. Tiếp theo là kiều tím ạ. Kiều tím thì các cái phần, các cái suất thế này là cứ mỗi phần tương đương với 1 kg của chúng chị ạ. Thì kiều tím số 1 này, là 250.000 ạ, số 1 ạ. Một phần tương đương với 1 kg, 250.000 như thế này ạ. Phần số 1 ạ. Tiếp theo phần số 2 ạ. Số 2 là 250.000 ạ, cũng 1 kg ạ. Như thế này của chú anh chị ạ. Phần số 2 kiểu tím ạ. Tiếp theo số 3 ạ. Phần số 3 kiểu tím như thế này. Này cũng 250.000 ạ. Phần số 3 này. Đây ạ. Số 3 là 250.000. Tiếp theo phần số 4. Phần số 4 kiểu tím cũng 250.000, cũng 1 kg ạ. Tất cả các phần kiểu tím đều 1 kg hết. Là 250.000 ạ. Đấy. Tiếp theo là mỹ dung trà hương ạ. Mỹ dung trà hương thì hôm nay tụi em có 1 2 3 phần thôi. Là cứ mỗi phần như thế này là 120.000. Phần thế này 120.000. Bằng thế này 120.000. Thì hôm nay cây tươi lắm cô chú anh chị ạ. Anh em họ về muộn mới bốc về thôi. 120.000. 120.000 một phần thế này. Nói chung tụi em cũng đã chia đều hết rồi. Ba phần, cứ mỗi phần vậy là 120.000. Tiếp theo là kiều vuông ạ. Kiều vuông thì tụi em có 4 phần thôi. Thì các cái phần như sau ạ. Các phần phần số 1 ạ, 150.000. Đây. 150.000. Lá nhiều lắm ạ. Giờ nguyên nguyên về, 150.000 giờ này này. Bộ rễ khỏe lắm. Giờ số 1 150.000. Kiều vuông số 2 100.000 thôi. Số 2 đây, cô chú anh chị này. Số 2. Số 2 kiều vuông 100.000 ạ. Tiếp theo là số 3. Số 3 kiều vuông 240.000 ạ. Số 3 thế này. 240.000 ạ, nguyên dê này. Là 240.000. Lá nhiều. Tiếp theo là số 4 là 150.000 ạ, kiều vuông ạ. Như thế này. Số 4 này ạ, 150.000 ạ. Tiếp theo là hòn lạp ạ. Thì hòn lạp thì tụi em có chia ra các cái dê ạ. Dê số 1 ạ. Dê số 1 hòn lạp ạ. Là 220.000. Dê này đã lắm này. Nguyên dê thế này, 220.000.
thằng tơ rất là nhiều và canh mỏng luôn ạ. Anh em họ đi về rất tươi này. Giờ số 1 là 220.000. Tiếp theo giờ số 2 là 140.000 ạ. Số 2 đây. Số 2 là 140.000 ạ. Tiếp theo số 3. Số 3 Hoàng Lạp 170.000 ạ. Đây số 3 đây. Số 3 lá xanh mướt luôn. Đó là 170.000 ạ. Đây, cô chú anh chị xem này. Số 3 170.000. Số 8 số 4 Hoàng Lạp 120.000. Giờ thế này. 120.000 số 4 ạ. Tiếp theo số 5. Số 5 là 100.000 ạ. Giờ thế này. Là 100.000. Tiếp theo số 6. Số 6 là 2 dê 140.000. 1 dê này, 2 dê. 2 dê thế này. 2 dê 140.000 ạ. Tiếp theo là số 7. Số 7 110.000 ạ. 1.000 dê. Dê này đã. Số 7 110.000 ạ. Tiếp theo số 8. Đó là 120.000. Gồm 2 dê này. Đẹp không? Hai dê này nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Lá nhiều lắm, tươi nữa. Số 8 là 120.000 Hoàng Lạp ạ. Tiếp theo là em xin phép giới thiệu cái gói combo. Combo có nghĩa là nhiều loại lan ạ. Cái gói combo này bao gồm có 7 loại này. 7 loại với giá là 220.000 ạ. Bao gồm có nhất điểm hoàng, Hoàng Lạp, giáng thu, ý thảo, trinh bạch, kiều vuông hoặc kiếm ạ. Kiếm ạ. Kiều vuông ạ. Ý thả ba màu ạ. Trinh bạch ạ. Là ba cái ngọn giáng thu này. Và Hoàng Lạp. Thì cái phần combo này 220.000 ạ. Và tiếp theo em xin phép được giới thiệu đây thanh đạm ạ. Thanh đạm nguyên dê này, 1,5 kg này, 130.000 ạ. Thanh đạm. Thanh đạm này là thanh đạm sữa của chú chị ạ. Nguyên dê này. 130.000 dê lớn. 130.000 ạ. Tiếp theo là kiếm ạ. Kiếm rừng. Nói chung là theo em là kiếm lô hội thôi. 120.000 một phần. Thì 1 ạ. 2 dê ạ. 2 dê này 120.000 ạ. Thì kích thước đây của chú chị này. Và cái băng lá như thế này. Đó. Là 120.000 cái phần kiếm. Và tiếp theo cái giáng hương tam màu sắc ạ. Giáng hương tam màu sắc thì 130.000 một kg. Coi như thế này của chú chị này. Nói chung là hàng rất là tươi và nói chung là đa số là lá xếp nè. Như thế này xếp nè. Xếp nè. Rất là nhiều cái lá xếp. Thì 130.000 một kg. Hàng tươi lắm ạ. Tụi em đã lọc hết. Gãy ngọn tụi em bỏ ra hết. Và các tia sạch sẽ. Đó là giáng hương tam màu sắc ạ. Tiếp theo là kiều cánh tua. Kiều cánh tua tụi em bán với giá là 150.000 một kg. Thì cây tươi lắm nè. Cô chú chị nhìn xem cái bảng lá này. Còn rất là tươi. Đó là 150.000 một kg ạ. Và kim điệp sung. Kim điệp sung thì anh em hôm nay họ lấy về cái kilo. Rất đẹp. Cây nó nù, nó mập lắm ạ. Thì 120.000 một kg ạ. Thì cái loại này giá nó lên hơn đôi chút sau khi mấy bữa. Tụi em mấy bữa tụi em bán ra rẻ hơn. Hôm nay thì anh em họ về hàng rất đẹp. 120.000 người ta xếp vào cái loại này vào cái dòng nở xuân và có khả năng nở tết. Theo em thì những thân như thế này rất có khả năng nở tết của chú chị ạ. Bởi vì được cân mặn hết rồi, còn mấy tháng nữa tết rồi. Kim điệp sung 120.000 kg ạ. Tiếp theo hạt vĩ. Thưa cô chú anh chị là cái hạt vĩ này anh em họ lấy ở vùng đất coi của chú chị ạ. Anh em họ mới vừa lấy lúc chiều thôi. Thành ra cái lá nó còn rất tươi này. Hàng mới bắt về cho nên lá nó cực kỳ tươi luôn này. Cái loại này nếu mà đỡ một ngày hai ngày thì lá nó yếu xìu. Tuy nhiên này, hôm nay anh em họ mới về thôi. Cho nên lá nó rất tươi. Thì tụi em hôm nay giá thì nó giảm hơn đôi chút so với mấy bữa trước thì 180.000 một kg. Hạt vĩ. Thì trên đây là một số cái loại lan rừng. Em xin phép được giới thiệu buổi tối hôm nay. Rất mong nhận sự
ủng hộ của cô chú chị ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.